lẽ sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ. Nước sông quên có thể quên tình, quên yêu, quên đau. Nếu chàng phụ ta, ta sẽ uống nước sông quên, đời đời kiếp kiếp quên đi chàng. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tiểu Phong là đích công chúa Tây Lương, cháu gái ngoại của Đan Sư Dương. Nếu nàng ấy có thể hòa thân tới Lễ Triều, có thể bảo vệ biên cương mấy chục năm không còn chiến tranh khói lửa. Từ khi ra đời, vận mệnh của ngươi đã buộc chặt với vị hoàng tử đó. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, giống như qua một ngày mà ngỡ ra một năm, giống như màn đêm không có điểm tận cùng. Nàng nghĩ rằng trên tờ hôn ước này viết tên của hai chúng ta lên đó thôi sao? Là Tây Lương và Lễ Triều. Ta muốn đưa nàng trở về Tây Lương. Ta không muốn để một mình nàng giam mình mãi trong bóng đêm. Tất cả mọi phức tạp trên thế gian đều đã có ta xử lý. Chàng đây là muốn giữ ta lại sao? Phải. Cố Tiểu Ngũ. Cố Tiểu Ngũ là ai? Trên thế gian này, Cố Tiểu Ngũ là nam nhân yêu thương ta nhất. Nàng ấy là thê tử của ta. Ta muốn nàng nhìn hắn chết. Không! Đến đi, giết ta đi. Ta đã từng yêu sâu đậm duy nhất một người, chưa từng có ai khác. Không! Đừng mơ! Đời đời kiếp kiếp ta đều muốn vĩnh viễn quên đi chàng. Tân Phong Promotion xin hân hạnh giới thiệu.